chật chà. Hôm nay ở dưới đây có cái bãi rác to quá nhờ. Rùi khổng lồ ta phải gọi xuất hiện ăn hết cái bãi rác này mới được. Các bạn ơi, sáng nay ngủ dậy Tân Pri thấy ở hôi ơi là hôi. Không biết là ở đây cái tên xấu xa nào ấy, đổ rác ra ấy. Hôi ơi là hôi nhá. Ôi dồi ôi, kinh quá. Mấy con vật, con thỏ, con khủng long kia đi mau khỏi chỗ này. Không rồi ta đốt cho bây giờ. Nghe cái tiếng, tiếng con gì nó chạy ấy nhở? Tân Pri, Tân Pri. Bạn thỏ. Tân Pri ơi. Rồi. Có một con ruồi khổng lồ ăn đuổi bọn tớ. Bây giờ bọn tớ không biết phải làm sao nữa. Tất cả các loài vật chạy hết rồi. Ê, sao lại có ruồi khổng lồ nhở? Mà ruồi thì sợ gì? Thôi được rồi, các cậu không phải sợ. Để Tân Pri xem đầu đuôi cái con ruồi nó như thế nào nhá. Đâu rồi? Con ruồi hôi hám đâu rồi? Ôi dồi ôi, ngửi thấy mùi hôi lắm rồi đấy. Ta ở đây. Ôi dồi ôi, tưởng là con ruồi bằng ngón tay thôi, ai ngờ ruồi gì mà to như là con voi này. Ôi dồi ôi, lại còn hôi hám nữa các bạn ạ. À, con ruồi này, ngươi dám coi như là tấn công các bạn động vật à? Ta đấm ngươi một trận. Đấm ngươi. Ta mới đấm ngươi đến đây. Ai rồi. Tên ruồi hôi hám này sao mà nó khỏe thế không biết nữa. Các bạn ạ, được rồi, bây giờ ngươi ở đây nhá, ta sẽ về ta đối phó với ngươi. Ôi dồi ôi, các bạn này, các bạn nhìn thấy rồi đấy. Tân Pri vừa mới đấu một con ruồi gì mà hôi hám dã man. Thực ra ấy, nguồn gốc là cái tên xấu xa nào đổ một bãi rác ở gần nhà mình. Thế là con ruồi to đùng nó đến nó bâu vào, bây giờ nó tấn công các bạn động vật. Thôi được rồi, bây giờ nhá, Tân Pri phải dùng một cái bẫy thật là to các bạn nhá. Để bẫy cái con ruồi này. Đấy, Tân Pri tẩm ít kiểu như là mật ong vào ấy. Là con ruồi nó ăn nó bâu vào. Ok, đi cùng mình. Ôi dồi ôi. Cái tên nào để mật ong ở gần đây nhỉ? Ngửi mùi là thơm lắm rồi đấy. À đây rồi. Mình đã đặt bẫy sẵn rồi các bạn ạ. Con ruồi này nhá, chỉ cần nhá, ham ăn mật ong, đậu vào cái bẫy của mình nhá, coi như dính luôn cái bàn chân vào các bạn ạ. Ôi dồi, sao mật ong mà chưa được ăn mà đã dính hết cả chân thế này? Ôi dính quá. Hóa ra là cái kẻ nào bẫy mình bằng cái bẫy ruồi rồi. Chuồn thôi. Ôi dồi. Mình biết ngay mà lại con ruồi ham ăn này á, dính bẫy của mình rồi các bạn ạ. Nó mà không chạy nhanh như vừa xong á, mình ra mình bắt xử lý luôn. Các bạn ơi, con ruồi nó bị dính cái bẫy ruồi vào chân trông buồn cười nhờ các bạn nhờ. Tâm Pri bây giờ đấu đầu trực tiếp thì nó khỏe lắm, không đấu được. Mà chưa kể là con ruồi này hôi ơi là hôi. Bây giờ Tâm Pri lại dùng cái phương án thứ hai nhá. Đây là cái thiết bị này mình có thể tạo ra xung điện các bạn nhá. Kiểu các bạn biết những cái vật ruồi vật muỗi không? Ấn nút phát ra là nó tạo ra dòng điện. Mình ấn thử cho các bạn xem này, cái nút này nhá. Úi dồi ôi, may mình thả ra. Cái này nó vừa giật mình một quả các bạn ạ. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ đi dụ con ruồi. Tân Pri, ngươi đâu rồi Tân Pri? Con ruồi hôi hám đây rồi. Tân Pri ta đẹp trai xuất hiện rồi đây này. Ta tìm được ngươi rồi, bây giờ ta phải đánh ngươi một trận nhá. Ngươi phải tính tướng à? Ngươi không biết cái này là cái gì, bây giờ ta cho ngươi nếm này. Ấn nút. Giật quá. Đáng đời. Rồi tấn công đi. Ta tấn công ngươi tiếp này. Ôi, tại sao hắn tạo ra cái gì mà mình cứ bị điện giật thế này nhỉ? Lên đây theo ta. Được rồi. Đứng lại ngay. Các bạn ơi, con ruồi nó đã chạy ra bãi rác rồi các bạn ạ. Nó kiếm ăn sau khi bị Tân Pri chôn các bạn ạ. Thôi rồi, bây giờ mình có một kế sách mới nhá. Mình sẽ nhờ bạn khủng long các bạn ạ. Ai gọi khủng long đây? Tôi có mặt đây. Khủng long ơi rồi. Khủng long là Tân Pri gọi đây. Tân Pri à, cậu gọi tôi có việc gì vậy? Tôi bảo này, con ruồi xấu xa nó đang ăn coi như ăn rác ở cái bãi rác ấy. Cậu ra nhá, cậu phun lửa cho cháy bãi rác đi để nó hết nguồn thức ăn. Những tên ruồi phá hoại tất cả con người. Được rồi, để tôi đi. Đây rồi, con ruồi khổng lồ xấu xa đây rồi. Ta phun lửa. Ôi dồi, kẻ nào làm cháy hết bãi rác thế này? Lấy đâu ra thức ăn cho ruồi ta nữa rồi? Lại còn cháy hết cả cánh của ta nữa, trông xấu trai hẳn đi. Các bạn ơi, mình vừa mới theo dõi được rồi.
tình hình là bạn khủng long thổi lửa coi như là cháy hết cái bãi rác, coi như gây ô nhiễm rồi các bạn nhá. Tên ruồi ấy cũng bị coi như là hết thức ăn là một này, rồi cháy luôn cánh rồi các bạn nhá. Một lát nữa ấy, thì Tân Pri sẽ cùng các bạn động vật này, gà, bò, hiêu, thậm chí bạn hổ là tất cả sẽ phải đi dọn tất cả sạch rác để những con ruồi to khổng lồ như vậy ấy, nó không xuất hiện nữa các bạn ạ. Không ăn nó tấn công rồi hôi hám gây ô nhiễm môi trường lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tân Pri nhé các bạn nhá. Các bạn nhớ like video ủng hộ team Tân Pri bọn mình nhá. Các bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh nha các bạn nhá. Bây giờ thì cảm ơn các bạn và bye bye.